Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy May mắn. Quý vị thân mến, cuộc sống luôn đòi hỏi con người phải cố gắng, nỗ lực vươn lên để khẳng định giá trị của bản thân. Con người luôn luôn được đào tạo tính tự lập, kiên cường, ý chí. Mọi thứ chúng ta có được phải trả giá bằng mồ hôi, xương máu, bằng trí tuệ và sức lực của chúng ta thì mới có ý nghĩa và mang lại hạnh phúc. Chính vì vậy, trong kho tàng ca dao, tục ngữ có câu nói: có làm thì mới có ăn, không dưng ai sẽ đem phần đến cho. Nhưng trong cuộc sống, có những người rất may mắn, họ thường gặp nhiều điều thuận lợi khiến một phương diện nào đó trong cuộc sống phát triển vô cùng nhanh chóng. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy May mắn sẽ giới thiệu cho quý vị top 6 con giáp có thần Phật phù hộ, may mắn ùn kéo đến, sự nghiệp kinh doanh vất lên như diều gặp gió, hốt vàng hốt bạc của thiên hạ. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy May mắn chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là người tuổi Tý. Trời sinh tuổi Tý có đầu óc thông minh, nhạy bén, họ luôn nghĩ ra nhiều sáng kiến hay, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Con giáp này biết biến thách thức thành cơ hội. Con giáp tuổi Tý là một trong những con giáp không sợ thất bại, không phải vì họ sinh ra đã mạnh mẽ như thế, mà chính sau nhiều lần thất bại trên con đường theo đuổi danh vọng, họ nhận ra rằng thất bại cũng chẳng phải là điều gì ghê gớm mà chúng ta phải trốn tránh, vì có trốn cũng chẳng có ích gì. Từ đó, họ đã tìm cách để thay đổi thái độ, thậm chí xem rằng thất bại là điều cần thiết, là liều thuốc để thức tỉnh. Điều họ muốn tập trung là luôn dũng cảm, nhìn thẳng vào sự thật, vào con người mình và tìm cách để bản thân có thể tiến bộ không ngừng. Thực tế, thất bại chỉ là một lời chỉ dẫn rằng việc họ đang làm không đi đúng hướng. Đó là lời nhắc nhở để con giáp tuổi Tý tìm cách để thay đổi mà thôi. Thậm chí đã thay đổi và lại sai rồi lại sửa, nhưng họ chẳng hề nản chí. Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn bình tĩnh xử lý và đạt được kết quả tốt đẹp. Trong số 12 con giáp, người tuổi Tý được đánh giá là có con mắt tinh tường và sáng suốt trong lĩnh vực kinh doanh. Người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi thường có đầu óc nhanh nhạy, dám nghĩ dám làm. Họ biết mình nên làm gì và làm như thế nào. Phụ nữ tuổi Hợi còn có số vượng phu giúp chồng thành công, thăng tiến trong sự nghiệp. Một khi được bàn giao việc gì, con giáp này luôn chú tâm hoàn thành một cách xuất sắc, không khiến người khác phải lo lắng. Con giáp còn có tinh thần trách nhiệm rất cao. Khi giao bất cứ công việc gì, mọi người có thể hoàn toàn yên tâm bởi con giáp này chắc chắn sẽ cố hết sức mình để hoàn thành ở mức tốt nhất trong khả năng. Khi dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh, bản mệnh sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán. Người tuổi Hợi không bao giờ do dự, băn khoăn quá lâu trước các lựa chọn và họ thường đưa ra quyết định đúng đắn và hợp lý. Người tuổi Thìn. Tuổi Thìn vốn là người thông minh, chăm chỉ, nhạy bén với các con số. Không những thế, họ còn có chí tiến thủ, có mục tiêu, hoài bão lớn và rất quyết đoán. Ngay từ khi còn trẻ, con giáp này đã có hứng thú với việc đầu tư kinh doanh. Tuy thời điểm này lợi nhuận thu về không cao, thậm chí còn vấp phải khó khăn, thua lỗ. Tuy nhiên, đây là bài học kinh nghiệm giúp tuổi Thìn tiếp tục đứng lên, không vì vậy mà chán nản, bỏ cuộc. Dần dần, tuổi Thìn sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm để thành công trong công việc kinh doanh sau này. Ngoài ra, tổng hợp, đánh giá tình hình kinh doanh một cách khoa học sẽ giúp con giáp này vững tiến trên con đường làm ăn. Tuổi Thìn nên cẩn thận trong đường đi nước bước, sẽ ít gặp thất bại hay thua lỗ. Người tuổi Sửu. Theo tử vi 12 con giáp, thực chất người tuổi Sửu không hoàn toàn thật thà, chân thật như trong ấn tượng của đa số mọi người. Con giáp giỏi kinh doanh này vốn thông minh hơn người bình thường, thêm vào đó là sự bền bỉ, kiên trì đáng kinh ngạc. Vì thế, cho dù chỉ có một mình, họ cũng có thể dần dần xây dựng nên cơ nghiệp. Có thể với nhiều người, đây là một việc bất khả thi. Thế nhưng với tuổi Sửu, đây vốn là một việc trong tầm tay. Tất cả chỉ phụ thuộc vào việc họ có muốn bắt tay vào làm hay không. Ngay cả khi chỉ là một nhân viên, nếu con giáp này bắt tay vào công việc, việc đó chắc chắn sẽ hoàn thành trước dự kiến, thành công ngoài mong đợi.
Người tuổi Dần. Người tuổi Dần là người dám nghĩ, dám làm. Hơn nữa, vì đầu óc nhanh nhạy nên họ luôn rõ mình nên làm những gì, cũng như nên làm như thế nào. Họ còn là con giáp vượng phu giúp chồng thành công, tăng tiến trong sự nghiệp. Vì thế, một khi con giáp này đã được giao việc gì, họ luôn luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc, không bao giờ khiến mọi người phải lo lắng hay thay đổi bất cứ điều gì. Trong công việc kinh doanh, con giáp này sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Họ không bao giờ băn khoăn do dự quá lâu trước nhiều sự lựa chọn. Còn một khi họ đã đưa ra quyết định gì thì đa số đó là những quyết định đúng đắn. Người tuổi Dần có tham vọng, họ có tầm nhìn xa trông rộng nên ngay từ khi còn trẻ họ đã có kế hoạch cho tương lai của mình. Họ là con giáp nghiêm khắc với bản thân. Họ biết rằng mình mong muốn điều gì, mình cần phải làm những gì và mình sẽ trở nên như thế nào trong tương lai. Ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, họ đều kịp đưa ra những bước phát triển tiếp theo. Đồng thời, nhờ có con mắt tinh đời nên họ thường đưa ra những phán đoán rất chuẩn xác và quyết đoán. Vì lối sống có quy luật, có định hướng như vậy nên họ luôn tràn đầy niềm tin và hy vọng trong tương lai. Con giáp sống có kế hoạch này chắc chắn sẽ trở thành một người thành công trong cuộc sống, khiến mọi người xung quanh phải khâm phục và học hỏi. Người tuổi Ngọ. Ngọ ăn nói tốt, có năng khiếu hài hước, biết gây dựng quan hệ. Công việc đối với bạn là đam mê, kiếm tiền vừa là trách nhiệm, vừa là niềm yêu thích. Thế nên, chỉ cần là tuổi Ngọ quyết tâm thì không việc gì là không thành công. Người tuổi Ngọ thông minh, có khả năng nhớ và xử lý mọi việc rất nhanh, từ khâu nhận thức đến hành động, từ học hành đến công việc. Ngoài tốc độ, họ còn giỏi trong việc lập kế hoạch và hành động, nên mọi việc được xử lý một cách hết sức suôn sẻ. Suốt thời tuổi trẻ, người tuổi Ngọ phải bôn ba, lăn lộn, vất vả kiếm tiền. Tuy không đến nỗi phải lo ăn từng bữa, nhưng cũng chẳng mấy khi được dư giả. Sau những lần rèn luyện đau thương ấy, bản mệnh như được đúc thêm tấm áo giáp bằng thép, bằng đồng, để sau này thêm mạnh mẽ và khôn ngoan, dần dần loại bỏ những điểm yếu mà mình còn thiếu sót. Đặc biệt tuổi Ngọ luôn có quý nhân phù trợ. Tuổi Ngọ đi đâu cũng được trao cho cơ hội lớn bởi sự thông minh toát ra từ con người bạn, khiến cho người khác tin rằng việc gì vào tay bạn cũng sẽ làm tốt và hiệu quả cao. Bên cạnh những con giáp được thần vật phù hộ trong chuyện kinh doanh thì có những con giáp sinh ra để làm lãnh đạo, nhận được sự yêu mến của nhân viên. Quý vị hãy cùng kênh Phong Thủy May Mắn chia sẻ ở ngay phần tiếp theo. Người tuổi Dần. Ai cũng biết tuổi Dần mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, nhưng không phải vì thế mà họ không để ý đến cảm nhận của người khác. Đặc biệt, sau khi được lên làm lãnh đạo, họ sẽ hết mực quan tâm đến mọi phương diện trong đời sống cũng như trong công việc của nhân viên. Giả sử có ai đó ốm đau hoặc gặp chuyện bất hạnh, họ sẽ vô cùng thông cảm và quan tâm, thậm chí cho phép người đó được nghỉ nhiều hơn thời gian quy định. Nhờ có những lần như vậy, ai cũng sẽ nhận được tấm lòng của họ và ngày càng tôn trọng, yêu mến họ hơn. Ngoài ra, tuổi Dần còn là một lãnh đạo vô cùng tỉnh táo, thưởng phạt, phân minh, không bao giờ tin theo những lời kẻ nịnh hót để đưa ra những quyết định sai lầm. Người tuổi Mão. Người tuổi Mão là một nhà lãnh đạo biết coi trọng nhân tài, họ không sợ tài năng của người khác đe dọa đến địa vị của mình. Họ cho rằng nếu mình đã đứng ở một vị trí cao hơn người thì mình phải thường xuyên cổ vũ nhân viên, không tạo cho họ quá nhiều áp lực. Có như vậy thì mới có thể khơi dậy nguồn động lực và khả năng sáng tạo của người khác. Nhờ có chế độ đãi ngộ nhân tài như vậy mà xung quanh họ luôn có rất nhiều nhân viên tài năng, sẵn sàng cống hiến. Người tuổi Mão là con giáp giỏi lãnh đạo, được nhiều người yêu mến và khâm phục. Họ làm chỉ huy ở nơi nào thì nơi đó sẽ phát triển một cách vô cùng nhanh chóng. Cuối cùng đạt được thành công khiến người ngoài vô cùng ngưỡng mộ. Tiếp theo là người tuổi Mùi. Người tuổi Mùi là con giáp có tài lãnh đạo. Họ hiểu rằng muốn đạt được thành công trong cuộc sống, con người cần phải tìm được cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Chính vì vậy, họ luôn dành ra rất nhiều thời gian để quan sát và tìm ra điểm mạnh của nhân viên. Họ sẽ dành cho những người luôn cố gắng và chuẩn bị kỹ lưỡng mọi việc những cơ hội để phát triển. Sau đó, khi làm việc dưới trướng của người tuổi Mùi, người ta thường cố gắng hết sức thể hiện tất cả những gì mình đang có. Đồng thời, luôn cố gắng phấn đấu để mình vượt lên trên những người khác. Nhân viên của con giáp giỏi lãnh đạo này thường thấy trước mắt mình có vô vàn cơ hội nên lúc nào cũng ngập tràn ý chí, khiến đơn vị phát triển ngày một nhanh chóng,
và phần thưởng họ đạt được sau mỗi lần thành công cũng luôn khiến họ thỏa mãn. Người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi luôn coi trọng sự bình đẳng trong môi trường làm việc. Dù có làm lãnh đạo đi chăng nữa, họ cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình đang đứng ở vị trí cao hơn, bắt ép người khác phải làm theo những yêu cầu vô lý của mình. Vì vậy, nhân viên dưới trướng của họ đều cảm thấy vô cùng thoải mái, gần như không bị ức chế bất cứ lúc nào. Người làm lãnh đạo tuổi Hợi thường coi nhân viên như những người bạn có vị thế ngang bằng với mình, nói chuyện với họ như nói chuyện với những người bạn, khiến mọi người cảm thấy vô cùng thoải mái, tự tin thể hiện ý kiến hoặc nguyện vọng của mình. Họ xây dựng môi trường làm việc như ngôi nhà thứ hai của nhân viên, để mỗi ngày đi làm, mọi người đều có tâm trạng phấn khởi và thoải mái. Quý vị thân mến, kinh doanh thành công hay không phải chỉ dựa hoàn toàn vào thần vật phù hộ, một phần cũng cần sự chăm chỉ, cần cù và chịu khó học hỏi và làm việc để có thể bước tới đỉnh thành công. Đừng nên ỷ lại vào sự may mắn mà há miệng chờ sung, ngồi mát ăn bát vàng. Kết thúc video, quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo của kênh Phong thủy May mắn.